Vâng, lâu nay em ít lên những cái dòng xe nhỏ cho các bác, bởi vì các bác thích Ford, các bác nhờ em. Và hôm nay tình cờ em đi ngang đường thì tiếp tục em đi ngang một cái gara xe, đường đi Long Hòa và Bù Nho, Bù Gia Mập các bác nhá. Cái đường này này em chỉ cho các bác luôn là đường này đi về Thanh An, Bình Long, và con đường này đi về Bù Nho các bác nhá, Long Hà đấy và Long Bình đấy. Thì em cũng nghề nghiệp của em thì em lên đây để cho các bác ai đang thích dòng xe nhỏ mà rẻ tiền thì em review cho các bác để các bác mua. Em lời đầu tiên cho em xin chúc cả nhà cũng như tất cả các bác máy cày trên mọi miền Tổ quốc thân yêu của Lê Tuấn. Cho em xin phép chúc các bác mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hôm nay đây em tiếp tục tìm cho các bác được một con Ford, tức là Santo. Đấy là ST2320 của một ông chủ gara. Thì cái video này em đã giới thiệu cho các bác luôn cả con Kubota nằm trong này nha, và một cái mọt nằm đây, một cái mọt nằm đây các bác này, mọt rất đẹp để cho các bác mua nha. Đấy, có số mọt đàng hoàng. Thì các bác chờ em và sẽ đi cùng em. Trước hết em mời các bác tham gia để em báo giá con này. Con này là 15 triệu các bác nha, chưa trả giá. Con này 15 triệu thì em nói như thế nào? Thì trước hết là em thích nhất là cái vỏ mới, cặp vỏ mới các bác nha. Cặp vỏ là đi 9 9 này, 5, 24. Đây, rồi hiện trạng như vậy các bác nha. Đấy, các bác nhìn cho kỹ. Rồi, alo cho em. Rồi, đây, dè vuông. Đây, dè thì nó lòng rồi, thì xiên ốc lại thôi các bác nha. Rồi, máy khô rang hết các bác này. Đấy, Santo các bác nha. Ai rành Santo thì vào đây với em. Rồi, quên các bác nha, 12 triệu. Đây, ông chủ, ông 12 triệu cho các bác. Rồi, từ từ các bác cứ bình tĩnh nha. Đúng, nhiều khi em nghe không rõ. Và thứ hai đó thì cái này 12 triệu bao nổ cho các bác nguyên hình như thế này, bánh trước ba khía ba gân, rồi đằng trước thì nó như vậy thôi nha. Đấy, chắc chắn là không có bình, không bao cái gì hết, mà chỉ là có bình thì bao nổ cho các bác. Rồi, cái này ba bốn máy các bác nha. Ui, bốn máy, phải đúng bốn máy không? Bốn máy, ghê chưa? Bốn máy luôn. Ừ, giờ đủ bốn máy các bác. 12 triệu và bốn máy các bác. Rồi, đây TS2320 Santo. Đấy, rồi Santo hai vòng. Mấy cái em mà mặc bikini mà lộn vẫn Santo là nói đây. Bốn máy các bác nha, mà chỉ có 12 triệu, cực kỳ. Đấy, thứ nhất là cặp vỏ đẹp đây. Đấy, lốc to. Rồi, tất cả chủ bao đang quằn ngoáy đuôi chuột bình thường. Và có cả cái móc mọc cho các bác luôn. Ok, rất tuyệt vời cho các bác, phải nói xịn các bác nha. Rồi, ok một em nhá. Đấy, bốn máy đàng hoàng. Đấy, rõ ràng bốn máy nha. Đấy, bốn máy. Đây, cho các bác xem lại lần nữa nha. Em cũng hơi bị lạ, rất mạnh các bác nha, bốn máy. Rồi, nó như thế nào các bác đến gọi điện cho em nha. Đấy, đấy, bốn máy. Rồi, rồi tiếp tục các bác cùng em đi. Cái con ý, con kia sao em ơi? Nát rồi không? Rồi, con này bao nhiêu tiền? Rồi, con 15, con 12. Rồi, đây các bác. Rồi, con này Tractor là bộ giấy to là ST2320 là bốn máy, 12 triệu. Còn con này 15 triệu. Con này 15 triệu. 15 triệu đây. Giỡn đi các bác. Đây, con này 15 triệu, Kubota TS22. Mấy máy? Cái này 3 máy. 3 máy luôn. Ui dồi, mạnh. Có 2 máy, 2 máy. Ôi giời ơi, thế là làm lộn vé đi rồi. Ôi, này đẹp không? Ba đời sốc đàng hoàng các bác. Rất đẹp trai. Đấy, cân nặng 1 tấn 2. Mà giá này là bán rất bụng luôn phải không? Giá dài. Giá 15 triệu là giá dài dài luôn các bác. Rất tuyệt vời này, rồi gà. Đấy, cái này nó hơi cổ một tí nha, nhưng mà rất thơm ngon các bác nha. Cái này là thời cổ á. Sạch luôn này.
Đấy. Có nổ máy được không? À, Thảo Bình cố nói là bao nổ luôn nhá. Rồi, ok các bác, bao nổ. Rồi, cửa hàng Nông Cơ Khang, phụ tùng máy cày. Đấy. Cú vô ta. ST22 này các bác này, đang nguyên luôn. Đang nguyên luôn cái ấy luôn này, cái nhôm các bác nhá. Đây này, cái nhôm này. Đó. Các bác đừng đùa với cái xe này với em nha. Xe này là thương hiệu đó. Đó, thương hiệu luôn các bác. Thôi. Nếu cái này với cái mỏ ra lấy rồi. Để em nghiên cứu. Ok nha, nghiên cứu nha. Cái đầu này này. Đấy, em nói với bác này, vỏ này ngon đẹp này. Dạ vuông. Rất đẹp nha. Cú bô ta. Đây, có cái móng bọc luôn này. Xanh dần luôn này, 2 tí biên luôn này. Ôi. Hai cái trợ thử lực. Cực kỳ luôn. Rất đẹp các bác nha, vỏ này. Vỏ bên này hơi hư một tí các bạn. Ừ. Vỏ bên kia đẹp, vỏ bên này hư. Nhưng mà vỏ bên này không giống vỏ bên đó. Khác nhau. Đi nó giật. Rồi. Đúng rồi. Nhưng mà đẹp á nha. Hình thức rất đẹp. Quá đẹp các bạn. Nhưng mà có 2 máy thôi. 2 máy. Ở giữa cái chỗ 2 máy. Có 3 máy được rồi. Dạ. Cho nên là phải nghiên cứu. Rồi các bác nhá, 15 triệu. Không đắn đo, không suy nghĩ. Chỉ cần chúng ta nhấc điện thoại lên gọi ngay cho Lê Tuấn 0394 326 198, các bác sẽ đem em nó về làm ngay các bác nhá. Tài lái độ rồi. Rồi, ok này, tài lái nó ngon luôn các bác. Rất tuyệt vời. Rồi đây là chỗ để bình luôn các bác nhá. Rất lịch sự này, máy xe lè luôn này. Đấy, 3 khúc, đẹp tuyệt vời. Đấy, coi như nói chung là đùi hơi bị đẹp luôn mà nói chung chân dài. Lông lá nói chung là mới lên lút phút, các bác nhá, lút phút lông lá, rất đẹp. Nhìn thấy mu luôn. Rất đẹp này, cái yên này. Yên gần gù. A cha, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó, tuyệt vời nhá. Cái này mà có em nữa thì thôi là nhấc máy luôn các bác. Đây, tuyệt vời. Đây. Rồi, ok. Rất tuyệt vời đây. Con này máy này. Rồi. Kubota. 2200 2 máy các bác nhá. Đây, vỏ trước rất đẹp. Đấy. Rất tuyệt vời. Và hôm nay em lên cho các bác 2 siêu phẩm và qua ngoài này em sẽ lên cho bác một cái mọt nữa các bác nhá, để bác nào đang thích cái này và cái mọt. Rồi, cái mọt 15 triệu nữa các bác nhá, 2 cái là 30 triệu các bác trả giá, các bác lấy. Rồi, cặp mời các bác cùng em. Trước khi đi cùng em thì xin chào tạm biệt em Kubota một cái nha. Rồi, rất đẹp, em rất thích con này này, vừa cao này, dàn này mát máy này nha, lông đang lún vún. Rồi, em mời các bác đi với em. Nói lông lá kêu các bác cứ thích vú về rồi các thứ này. À, các bác cứ thấy em Lê Tuấn anh nói ra là các bác cứ sướng chết em. Rồi bắt đầu qua bên đây, con của em đây. Con của em đây. Đấy, nắng mưa các bác nhá. Trên sách tuyến đường con họ. Đấy. Fortuner của em đây. Đấy, con này nó đi cùng các bác nhá. Đấy, biển số của em 93A147, đẹp. Rồi vậy. Đấy, vẫn đang sắc màu lung linh. Đi cùng 5 tháng với em. Hôm nào em review đi con của em các bác. À, một ngày em đi 1 triệu tiền xăng các bác nhá, 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, và hiện bây giờ em đang ở Long Bình, Phước Long các bác nhá. Đấy. Cách Trân Thành 120 cây số, cách Bình Dương 170 cây. Và hiện bây giờ em tiếp tục vào chương trình để chúc mừng các bác đang cần cái mọc xin này. Thì em nói cái mọc này nó bị lâu ngày. Nó đã bị rỉ hư. Giá rất rẻ. Trước hết nó rẻ là như thế nào? Em nói các bác là nó chỉ có 15 triệu thôi các bác. Chưa trả giá. Thứ hai là em chỉ nói về cái cầu. Đây, cái số này, số cầu nha. Này, đấy. Này. Đây, đây, đây. Nha, đấy. Rồi, có một cái bình hơi. Quay hơi lên độ cho chúng ta luôn. Thì riêng cái số này và cái cầu. Đây các bác này. Em chưa nói cái sàn, đây, và bánh đơn, đây, la răng. Và em chưa nói về sàn, mà em nói về cầu. Đấy các bác này, cầu này, xịn chưa? Có thắng hơi các bác nhá. Đang zin luôn, đang quản nguyên đai nguyên kiện, đang quản xài. Nhưng trong quá trình không hoạt động để lâu, và bán lại chai chai cho cái ông chủ này.
Thì ông chủ này có điện thoại Lê Tuấn lên bảo để nó phí quá mà rất ngon, mà để mà rã chai chai ra thì buồn quá, đúng không? Bảo ông chủ bảo thôi tôi đời chỉ có 2 triệu bạc mà tôi rã chai chai ra tôi có bán được, mà tôi để nguyên này cho anh em nào đang cần. Thì Lê Tuấn lên ngay, bởi vì những cái này rất nhiều anh em đang cần, rất nhiều anh em đang cần cả bác nhá. Mà nếu anh em nào đang cần ở như những cái mọc như thế này mà có 15 triệu các bác nha, chưa trả giá. Mặc ti đôi, ti biên đôi đang xịn xò và có thắng hơi, cầu 5 tấn các bác nha. Đây cầu này cầu 5 tấn, cầu xịn luôn á. Đó. Đó em nói các bác này. Đó. Có cả thắng luôn cả ấy luôn, thắng hơi luôn này. Đó, đầy đủ các bác nha. Đây này. Đấy, em lôi lại cho các bác coi này. Đó, nó như vậy đó. Đấy. Thì quá là tuyệt vời cho các bác, có cả số cầu luôn, cầu riêng cho các bác luôn. Thì các bác cho em một like các bác nhá, bác nào đang cần. Rồi hai một chiếc Kubota trong này và một chiếc Santo 4 máy và chiếc Kubota. Lúc nãy vừa nói 15 triệu, với cái này 15 triệu thì các bác bớt đi khoảng 3 4 triệu gì đó các bác lấy thì về các bác ok. Có rẻ nhá. Đấy, nếu em Tuấn nói hợp lý, còn chúng ta bỏ cái thùng này đi. Hoặc bây giờ các bác phá thì các bác làm tạm cũng được. Có 15 triệu, riêng cái cầu này và cái số đã đủ 15 triệu rồi. Em nói các bác như vậy, các bác, đúng không? Rồi, các bác cho em một like. Đấy, để cho em có động lực tiếp tục đi tìm dòng khác cho các bác khác tìm nữa. Có những các bác thích Isuzu, có bác thích Toyota, đúng không ạ? Đấy, rồi có các bác thì thích coi như là Ford, nhiều dòng. Vậy hôm nay trời mưa các bác này. Đó, em chuẩn bị đi đường. Thì cuối cùng, em vẫn nói với bác là cái mọc này này, nó 1m8 các bác nhé. Đấy, dài 2m rưỡi, rất đẹp cho các bác. Các bác nào cần alo cho Lê Tuấn 0394 326 198. Em đã chỉ cho các bác lên mãi Long Hà để đưa em nó về làm việc và chỉ sửa chữa đơn sơ, có 15 triệu thôi các bác nhé. Ví cái Kubota 2 máy 15 triệu nữa, 30 triệu bớt các bác lấy về. Và một chiếc Sato nhá, 2200, chiếc đó 4 máy nữa các bác đưa về cho em, có 12 triệu bạc. Rồi cuối cùng thì em cũng đã hoàn tất một phi vụ làm ăn với Putin các bác nha. Trong lúc coi như cả thế giới đang tưng bừng đánh nhau, đấy, Israel thì đánh Hamas, Israel Hồi giáo thì đánh coi như Palestine, đấy, với nhóm quân Hồi giáo Hamas. Đấy, thì ở đây em tiếp tục đi tìm cho các bác những sản phẩm mới các bác nha. Trên đường đi em đồng hành cùng các bác, em luôn luôn lắng nghe tìm hiểu cho các bác và mong các bác thông cảm cho em. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác. Bác nào chưa đăng ký, nhớ đăng ký kênh cho em. Đến phần khúc nào, các bác alo cho em 0394 326 198. Em sẽ có mặt, đưa các bác đến để đưa em nó về. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn và hẹn lại video sau.